Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương thống kê thiệt hại đến 12 giờ 30 phút hôm nay, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến cho 327 người chết mất tích, 199 người chết, 128 người mất tích, 807 người bị thương. Trong đó nhiều nhất là tỉnh Lào Cai với 177 người, trong đó có 82 người chết, 95 người mất tích. Cao Bằng 52 người, trong đó có 34 người chết, 18 người mất tích. Yên Bái 44 người, trong đó có 40 người chết, 4 người mất tích. Quảng Ninh 15 người chết. Bão số 3 và mưa lũ đã làm 130.268 nhà hư hỏng, 57.857 nhà bị ngập. Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề với 195.929 hecta lúa, 35.010 hecta hoa màu bị ngập úng thiệt hại, 22.237 hecta cây ăn quả bị hư hại, 1.791 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, 2.502 con gia súc, 523.345 con gia cầm bị chết. Thông tin từ Chi cục Quản lý Đê điều tại các địa phương đã xảy ra 70 sự cố đê điều trên địa bàn 11 tỉnh thành phố, gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam và Nam Định. Trưa nay trên các tuyến quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc, hiện còn hơn 230 điểm bị tắc đường. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác ứng trực, phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm, đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất.